nay em sẽ giới thiệu một con đài Pioneer. Lâu lắm rồi mới về một con đài có cái hãng Pioneer, thì thương hiệu rất là nổi tiếng, nổi tiếng về cái thiết kế và cái chất âm. Con này có cái mã là SK7 ha, SK7. Đó. Máy thì hình thức còn rất là mới, với cái chiều cái size của con này thì chiều ngang là 45 ha, chiều ngang 45 và cao là 25, từ dưới lên tới đây là cao 25, mình chưa tính wide. Và cái hậu con này thì khoảng cỡ mười mấy thôi, 14 15 gì thôi nha. Đó. Con này nó thiết kế với cái mặt trước rất là đẹp ha. Ở đây thì ở căng là ở căng sắt ha, loa hai đường tiếng. Một cái củ loa bass ở đây và một củ loa trip ở đây. Đó. Mặt trước thì nó thiết kế là bộ bàn phím răng chìa. Đó. Và ở trên này thì mặt trên này là nó có một cái lớp sơn. Ở đây là hoàn toàn là những cái phần này là sơn nha, không phải mạ xi. Mình mới nhìn qua hình ảnh thì giống thôi, nhưng mà cái này là hãng họ sơn. Ở đây thì nó có một cặp đồng hồ vu, đồng hồ vu nhảy. Và mặt trước đây thì là cái mặt dò đài, thì con này FM nó chỉ 90 thôi, nhưng mà trong quá trình dọn thì thợ để kéo FM bắt sóng rất là tốt và rất là nhiều đài. Con này thì kéo lên FM bắt sóng rất là tốt. Máy thì con này nó có đường LX ha, mình chơi line in. Và anh em lưu ý là khi mình nghe line in á, thì mình để cái chế độ radio nè. Đây anh em thấy không, ở đây thì nó có chữ radio và chữ LX nằm đây, thì mình gạt lên chế độ radio. Và khi mình gắn cái rắc bông sen vào đây á, thì tự động nó có một cái nhíp ở bên trong này, nó sẽ ngắt cái mạch radio và đồng thời nó sẽ cho mình chơi cái thằng LX đó. Mặt sau của máy ha, mặt sau thì ở đây là cái model Pioneer SK7, hàng của Nhật sản xuất. Đó, công suất là 14W ha, điện AC 100V. Đấy. Máy thì hàng về từ Nhật ha, bên em đã dọn vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ. Anh em lưu ý là tất cả những cái sản phẩm bên em bán ra là đều tắm rửa sạch sẽ nha. Từ bộ phận là vỏ nè, núm nút nè, đều là mở banh ra hết và tắm rửa sạch sẽ. Loa thì mở củ loa ra, quét bụi đi cho nó sạch, chứ không có để bụi bẩn nhìn nó rất là xấu. Đây, những cái phần ở căng này đều là sơn zin hết nha. Con này khi mà mình lên hình đó, thì nó bị chó ha. Nhìn nó không có được bắt mắt, chứ anh em nhìn thực tế cái nó thiết kế rất là đẹp. Tại vì cái mặt lưới này thì nó màu đen, nhưng mà những cái kiềng màu trắng này nó nổi lên hết. Khi mình nhìn thực tế thì cái máy nó rất là đẹp và lạ nữa. Cái đời Pioneer SK7 này rất là hiếm gặp trên thị trường đó. Em bán cassette cũng khá là lâu rồi, nhưng mà cái model SK7 này thì mới gặp lần đầu đó. Về chất âm của con này thì theo em đánh giá là tiếng của nó thì thiên về tiếng sáng ha. Tiếng của nó rất là sáng, trong trẻo. Rồi em giới thiệu sơ chút xíu về cái mặt trên. Ở trên này thì cái đầu tiên là cái núm của cái phần mic, thì cái này mình không sử dụng ha. Cái thứ hai là một cái nút gạt xuống là mình gạt đèn, để khi buổi tối mình dò đài thì mình gạt xuống đây. Và ở giữa là cái chế độ kim vu nó nhảy, và mình gạt lên trên này thì nó sẽ báo nguồn và báo sóng radio. Và cái thứ hai là chế độ tép radio, và trên cùng là phono. Cái thứ ba là mình chọn chế độ băng, và cái thứ tư ở đây là mình chỉnh chế độ mono CT. Thì thường anh em chơi thì anh em để ở giữa ha, chế độ CT. Và con này nó hay nữa là nó có chỉnh bass, treble, ba lăng, volume riêng biệt hết ha. Những cái dòng mà có chỉnh bass, treble là tiếng của nó rất là hay. Đó, anh em có thể tinh chỉnh ở trên đây. Ở đây là ba lăng. Rồi bên này cái sử dụng của FM, AM. Cái nút này thì mình có thể để 1, 2 gì cũng được, tùy. Và ở bên này là cái núm dò đài. Đó. Anh em giới thiệu tới anh em một số cái chức năng về cái cassette nữa. Thì ở đây nó có chế độ cái bộ nhớ. Thì những cái chức năng này thì ngày trước nó sản xuất ra để phục vụ trong quá trình em nghĩ là có thể là để mình nhớ cái đoạn nhạc đó. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó vẫn còn sử dụng được nha. Nhưng mà cái chức năng này thì
anh em về tìm hiểu thêm và nghiên cứu cho em thì cũng không rành. Khi mình bỏ ốp, mình bỏ xuống on á, thì nó chạy một chút thì nó sẽ tự nó tắt, có nghĩa là nó nhớ thì nó tắt thì nó vẫn hoạt động tốt rồi. Còn cái chức năng này á, thì khi mình gạt xuống này á, thì cái đèn này nó sẽ sáng lên, nó vẫn còn hoạt động ha. Còn cái này, cái chức năng này nữa thì mình gạt lên gạt xuống cũng không biết là nó để làm gì ha. Anh em về có thể nghiên cứu giúp em. Và cái con này nó có cái chức năng là repeat on, thì khi mình chơi cassette á, thì mình bật cái nút repeat này lên thì cái đèn báo repeat này nó sẽ sáng ha. Thì cái chức năng này nó sẽ hoạt động là khi mình hát hết băng thì nó sẽ tự động nó tua ngược lại ha, nó tua ngược lại nó chạy đó, nó tua ngược lại nó chạy tiếp tục rồi nó sẽ phát lại cái bài đó, đó là chế độ repeat. Thì nói chung á, thì đây là những cái chức năng có tích hợp trên máy thì em giới thiệu thôi, chứ còn thực chất mà để mà chơi nhạc á, bây giờ thì anh em cũng không nên sử dụng những chức năng này đó. Theo em là vậy, không nên sử dụng những chức năng này đó. Rồi thì nó là như thế nha. Em giao lưu cái chiếc đài này với cái giá là 2,5 triệu đó, 2,5 triệu nha. Trong tầm tiền 2,5 triệu thì tiếng con này rất là hay và nó khá là độc lạ đó. Rồi em sẽ test một cái đoạn nhạc cassette ha. Hiện tại là đang để chế độ radio nè, nhưng mà em tắt volume rồi. Bây giờ mình gạt xuống cassette rồi. Cái cửa này là cái nắp này là nắp mica ha, còn rất là đẹp. Đầu từ con này còn mới tinh nè. Rồi giờ mình lay rồi, để chạy rồi ha. Rồi mở volume lên. Đoạn nhạc 8 điệp khúc của Thúy Hà. Cái núm giờ này nè nó có bị rơm nha, nhưng mà cũng không có đáng kể đâu. Mưa bay răng răng mây tím dệt vào đời mẹ Việt Nam ơi, 20 năm lối rẻ trời làm cho mưa bay răng răng mây tím dệt dừng nè ha. Ôi tiếng chim muông cuối đàn. Rồi bây giờ đang bật chế độ repeat on nè ha. Bật chế độ repeat on thì bây giờ mình stop nó đi. Đó là tự động nó tua ngược nè, anh em thấy không? Nó tua ngược lại. Đó, rồi tự nó phát. Đấy, thấy không? Tự nó phát lại thấy không? Đang chạy nó chạy lại nè. Thì mình tắt nó đi thì mình sẽ không dùng cái chức năng đó nữa. Mình sẽ stop thì nó tắt luôn. Đó. Tua tới tua lùi rất là mạnh. Con này thì dây của loa rồi bên em đã thay hết rồi. Về phần cũ loa và ruột gan máy thì còn rất là mới. Anh em quan tâm thì có thể kết bạn Zalo để em gửi full hình ảnh bên trong, bên ngoài để cho anh em tham khảo thêm. Thì trong tầm giá thì để sở hữu được cái chiếc đài này nó rất là đáng để chơi ha. Em sẽ test phần radio nha. Radio thì mình sẽ gạt ở lên ở nút giữa nè.
Thì hiện tại là FM 90 nha, nhưng mà bắt để can thiệp rồi, bắt sóng đã kéo lên 1,8 rồi, bắt sóng rất là tốt. Quý khán giả có thể nghe online hoặc nghe lại chương trình trên website vov.com.vn. Ngoài ra quý khán giả bây giờ là cũng trưa rồi, đài nó cũng không có được nhiều. Nghệ thuật chơi diều. Nay dù đã 77 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Hữu Kiêm vẫn luôn đau đáu tâm huyết trong việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật chơi diều sáo ở quê hương mình. Đây cũng là sự trân trọng nét văn hóa truyền thống tốt đẹp mà thế hệ cha ông đã để lại. Chương trình mỗi tuần một nhân vật xin được dừng tại đây. Cảm ơn. Nghĩa là phần đậu xanh nó không có nằm ở trên mặt, nó sẽ lấp ló ở cái phần. Đúng 12 giờ luôn nè, bóng đài. Năm đài. Bình Dương. Rồi thì nói chung phần FM thì nó bắt tầm khoảng 5 đến 6 đài. Hiện tại đang ở Sài Gòn ha. FM 90 nhưng mà đã can thiệp rồi, bắt khoảng 5 đến 6 đài à, rất là rõ. Rồi chuyển qua AM. Anh em muốn nghe đài rõ thì mình có thể dịch cái đài đúng cái hướng sóng của nó nha. Và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Rồi như vậy là em đã test xong chiếc đài Pioneer SK7 ha. Giá 2,5 triệu. Còn cái phần live in đó thì cái phần này em bao cho anh em là hoạt động tốt, vì trước khi giao lưu thì em đã có test rồi. Anh em quan tâm thì có thể liên hệ em qua số điện thoại hoặc là kết bạn qua Zalo. Thank you.